Chuyển sang thông tin ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosung Vina, khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức tham vấn và công bố thông tin dự án nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại phường Tân Phước. Dự án nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG của công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Hyosung Vina được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5 năm 2018. Dự án có tổng mức vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được cấp phép hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mục tiêu sản xuất polypropylene, ethylene, propylene từ nguyên liệu đầu vào là khí hóa lỏng và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng với sức chứa 240.000 tấn. Đơn vị tư vấn cùng công ty Hyosung Vina, chủ đầu tư dự án, đã chia sẻ các thông tin cơ bản của dự án, báo cáo môi trường năm 2021, đánh giá tác động môi trường bổ sung, kế hoạch tham vấn các bên liên quan và quy trình xử lý khiếu nại cộng đồng liên quan đến dự án. Công ty Hyosung Vina cũng giải đáp các thắc mắc và ghi nhận các ý kiến phản hồi, đóng góp của lãnh đạo phường, các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và người dân địa phương liên quan đến kết quả quan trắc môi trường, xử lý nước thải, quản lý hóa chất, chất thải nguy hại, ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố môi trường có thể xảy ra, cũng như kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và tuyển dụng lao động ở địa phương. Buổi làm việc giúp chính quyền và nhân dân phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ nắm bắt các thông tin về dự án, đồng thời giúp công ty Hyosung Vina ghi nhận ý kiến phản ánh đóng góp liên quan đến dự án, từ đó có biện pháp xử lý và quản lý chặt chẽ, phù hợp hơn.